Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XTmobile Channel. Ở đây thì mình đang có Samsung Galaxy A80 và đây là Samsung Galaxy Note 9. Để mà so sánh về hai chiếc máy này ở thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ có khá là nhiều thứ khập khiễng với nhau, từ những cái về thiết kế, từ những cái về cấu hình và khiến cho anh em rất là phân vân và đắn đo. Thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn thằng đệ mình trước để xem rằng là nó sẽ lựa chọn chiếc máy nào. Lộc ơi. Dạ. Ra đây anh bảo nhanh chân. Gì vậy? Hai em này thì mày sẽ lựa chọn em nào? Chắc A80 rồi, Note 8 giờ xưa. Yếu lắm. Mày bị ngáo à, đây là Note 9 mà mày. Note 8 làm gì có màu nâu và vàng như này, vàng đồng. Ừ, mày thôi chọn Note 9 đi. What? Sao giờ tưởng chọn A80 mà? Note 9 có hình mạnh hơn. Gì nữa? Có bút SPF. Gì nữa? Màn hình đẹp hơn. Gì nữa? Pin trâu hơn. Pin trâu hơn á? À? Sai. Yeah. Ừ, Note 9 pin không trâu. Thế thôi á? À? Giá rẻ hơn nữa. Giá Note 9 bây giờ loanh quanh đâu đó chỉ khoảng tầm là 11-12 triệu, trong khi con A80 này mức giá tận 15 triệu. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái thứ trên A80 và Note 9, xem Note 9 nó sẽ nhỉnh hơn ở cái gì mà thằng đệ mình nó lại lựa chọn Note 9 nhá. Còn không biết anh em lựa chọn chiếc máy nào, xin mời comment để lại cái sự lựa chọn ở phía bên dưới. Chắc chắn là Note 9 rồi, làm gì lựa chọn A80 đâu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào màn hình đi. Rõ ràng là A80 sẽ có kích thước màn hình lớn hơn, nhưng mà xét về cái độ phân giải cũng như là về chất lượng hiển thị của tấm nền thì chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó sẽ nhỉnh hơn, bởi vì chúng ta sẽ có màn hình tận 2K và chúng ta cũng sẽ có kích thước lớn lên tới là 6.4 inch cơ mà. Nó đâu thua kém gì. Và ngoài ra nữa thì bạn cũng sẽ có màn hình cong cong sexy tràn viền các thứ. Nó quá là ngon, và bỏ qua cái phần tràn trên tràn dưới đi thì mình cũng không cần thiết cho lắm. Thì cái chiếc Note 9 này nó vẫn mang lại chúng ta những trải nghiệm màn hình ngon hơn. Và đặc biệt khi mà các bạn cầm cái chiếc máy ngang ra để chơi game như thế này ạ, thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần để tạo ra cái điểm tì, chứ nó lại không khó giống như trên chiếc Samsung Galaxy A80 này. Nên đây sẽ là cái thứ nó ảnh hưởng đến sự quyết định của mình khi mà lựa chọn Samsung Galaxy Note 9 và Samsung Galaxy A80. Nhưng mà ở phần màn hình này thì cái chiếc Samsung Galaxy A80 nó vẫn sẽ có một thứ, nó vẫn có một yếu tố nhỉnh hơn cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 này, đó là ở phần độ sáng màn hình. Khi mà mình mở mắc độ sáng màn hình trên chiếc A80 này thì các bạn sẽ thấy nó bị cháy rực rỡ luôn. Còn với cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 này thì ở trên màn hình có lẽ là các bạn vẫn có thể nhìn được đấy một số chi tiết, nhưng mà ở trên cái màn hình của chiếc máy này khi mà mình nhìn bằng mắt trực tiếp thì mình đánh giá là màn hình của Galaxy A80 nó sẽ mang lại một cái độ sáng là lớn hơn, cao hơn so với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Như vậy là khi các bạn có ra ngoài và sử dụng ở ngoài trời thì cái chiếc Samsung Galaxy A80 này nó vẫn sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm sử dụng là dễ dàng hơn so với Samsung Galaxy Note 9. Nhưng mà quay sang cái thứ hai, đấy là về phần cấu hình hiệu năng. Thì với Samsung Galaxy Note 9 chúng ta sẽ có một con chip cao cấp, đó là Exynos 9810. Còn với cái chiếc Samsung Galaxy A80 này sẽ chỉ là một con chip tầm trung đến từ nhà Qualcomm, đấy là Snapdragon 730. Và mình cũng đã có một số bài test giữa hai con chip này thì mình cảm thấy là cái độ ổn định khi mà chúng ta chơi game trên con chip Exynos 9810 của cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 này nó vẫn tốt hơn so với cái độ ổn định trên cái chiếc máy đó là Samsung Galaxy A80. Mình đang nói đến cái sự ổn định khi mà các bạn chơi game lâu dài nhé, chứ mình không nói đến là cái trải nghiệm ban đầu khi mà vào game. Bởi vì là Samsung Galaxy Note 9 có thể là nó được hỗ trợ rất tốt từ cái tản nhiệt buồng hơi, khi mà chúng ta sẽ có một cái thanh tản nhiệt rất lớn ở bên trong. Thế nên ở phần hiệu năng, kể cả khi mà chúng ta chơi game hay gì nữa thì mình vẫn đánh giá là Note 9 làm tốt hơn. Bởi vì dẫu sao đi nữa thì nó cũng là một chiếc máy flagship, chứ không phải là một chiếc máy tầm trung. Còn bộ nhớ RAM thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có những tùy chọn khác nhau. Như ở Note 9 thì cũng sẽ có bản 6GB, bản 8GB, bản 128GB, bản 512GB. Nên là tùy theo các bạn mà thôi. Mình không muốn nhắc đến cái phần bộ nhớ RAM cũng như là bộ nhớ trong ở cái vấn đề này. Cái điểm tiếp theo nữa, đấy là với chiếc Samsung Galaxy A80 thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái công nghệ rất mới, rất hay ho. Đấy là về camera selfie, chúng ta có thể thò lên thụt xuống. Đây thì mình sẽ nhấc nó lên một chút để cho nó có thể là quay ra được phía bên trên. Thì với cái cụm camera này nó sẽ giúp cho các bạn có một khả năng selfie với chất lượng ảnh rất cao. Các bạn có thể nhìn được rõ bụng, hay là các bạn cũng có thể là quay video lấy nét động ở đây. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản nó giống như kiểu là các bạn chụp hình lấy nét động ấy. Nó sẽ giúp các bạn khi mà quay video thì nó sẽ xóa phông. Đây đều là những tính năng rất mới, rất hay ho. Thì mình không thể nào mà phủ nhận được là cái chiếc máy này nó sẽ hơn cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 ở một số tính năng. Nhưng mà xét về chất lượng của những bức ảnh mà chụp ra ở điều kiện thông thường cũng như là những cái video quay ra từ hai chiếc máy này thì mình đánh giá là chiếc Note 9 vẫn làm tốt hơn từ khoảng chống rung, từ khoảng cân bằng ánh sáng cũng như là màu sắc mang lại.
Ngoài những cái yếu tố mà mình đã chỉ ra thì cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 này nó còn nhỉnh hơn ở phần cây bút S Pen, khi mà các bạn sẽ có rất nhiều tính năng ở trong đây, ví dụ như Smart Select, những thứ này thì có lẽ là các bạn đã quá rõ rồi nên mình cũng không cần phải nhắc lại về những tính năng của bút S Pen. Và chúng ta sẽ có một cái tính năng hay ho, đấy là điều khiển từ xa S Pen, như kiểu là các bạn sẽ có thể selfie từ xa này, hay là các bạn có thể là like bao previous một cái video nào đó, hay các bạn có thể là trình chiếu những văn bản bằng cái bút S Pen này một cách rất là tiện lợi. Thì đấy đều là những thứ mà chiếc Samsung Galaxy Note 9 nó nhỉnh hơn Samsung Galaxy A80, mà theo cái lựa chọn của mình, lựa chọn Note 9 vẫn là ngon hơn thay vì việc là bạn sẽ lựa chọn Samsung Galaxy A80. Và chốt ở trong video này, đấy là Note 9 ngon hơn Galaxy A80 từ mức giá cho tới những thứ mà các bạn có thể nhận được. Và sự lựa chọn cuối cùng của bạn sẽ là A80 hay là Note 9, xin một comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Như phần đầu video mình đã nói rồi, chắc là có lẽ ngay phần đầu thì các bạn cũng có thể là comment ngay rồi, bởi vì là lựa chọn Note 9 ngon hơn rất nhiều. Và cuối cùng các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của XT Mobile. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.